Hello mọi người, hiện tại đã 4 giờ rồi, mọi thứ đã đâu vào đó. Chị Hai đã dọn dẹp ra, chị Ba cũng vậy. Chỉ còn đánh trứng, đánh bột để làm bán thôi mọi người ơi. Dao mới để được, có ai lấy không? Chị Hai, chị Ba, có nhiều người khen chị Ba đẹp lắm á. Em đúng không? Ba lấy cái quạt ra. Kêu anh Ba có phước lắm. Sao? Anh Ba có phước khi kêu cưới được chị. Anh Gia Bảo tặng cho chị cái quạt. Thằng anh nói là bữa giờ, anh mua bữa giờ rồi mà anh không có lấy, lo về đi viện á. Là tối qua anh mới đưa. Đây là cái quạt nhỏ thôi nhưng mà tấm lòng mới là cao cả, rất là bự. Ngon bên kia. Ảnh giới thiệu á mà lúc đầu mà mình muốn mình ta lên giá. Mình muốn thì người ta lên giá thì không hợp lý thì mình không muốn. Thì bảo anh cũng đi đây anh. Cái quạt đó đó hả? Mọi người đây là cái quạt ảnh tặng cho chị Huy Ba rồi nha. Đó, ông Ba ông mặt dạ đúng. Chị Ba, có nhiều bạn kêu là chị Ba với chị Hai hơn, không là thế nhà đó là ghê lắm. Thì một phần ở đây là chị hiểu được cái tâm nguyện của chị Hai là muốn cái ở riêng cho thoải mái, thì ở dưới nhà hơi chật rồi, hơi xa nữa. Rồi chị Hai thì nấu nướng nhiều nên chị Hai muốn bán tại chỗ, ngủ tại chỗ luôn, nên là chị hay chị Hai. Còn cái riêng chị Ba thì chị chỉ muốn là muốn cái mặt bằng và chị bán cho chị đi về thôi. Chị ở trong vòng tay của ba mẹ chị quen rồi nên là chị muốn vậy, nhưng mà chị nghe biết bà Hai nó muốn vậy nên là chị theo ý bà Hai luôn đó. Thì nên là hai chị em đồng lòng, nhưng mà hơn ở đâu thì cái nhà rất là thoải mái, rất là bự, nhưng mà hy vọng sau này khách vẫn ủng hộ thường xuyên để hai chị em với hai bà để lấy làm động lực để mà có tiền đóng tiền hàng tháng. Bạn có gì cũng có, bạn có gì cũng có, 4 giờ 40 đủ không? Mười mấy trăm nè, lên cho cái mười. Là chứ sau này mà bởi vì á, nếu như mà sau này mà YouTube nó có lắng đi á thì chị nghĩ là chị bán phân nửa khách thôi, phân nửa khách hiện tại bây giờ thôi là chị cũng mãn quyền lắm rồi, để chị có tiền để dành hàng ngày để tới tháng mà chi tiền điện nước, tiền nhà, tiền còn nữa. Thì sẵn tới đây á thì giờ chị Ba cũng nói luôn là chắc một tuần nữa là chị Ba với chị Hai sẽ đăng lên những cái trang mạng để cho sinh viên mướn nhà, mướn phòng, thì chắc là phòng mà chắc là 1 triệu 2 triệu. Thì thực sự là nếu như mà bán ổn định á thì bé ba nhà hai cũng lấy tiền sinh viên, không tính tiền wifi đâu đó, không tính tiền wifi đâu. Còn chị nước thì hầu chưa biết làm sao, thì chị Hai xài nhiều quá. Còn nếu mà sinh viên mà không có xài gì nhiều, có xài một cái quạt thôi, thì chị nghĩ là chắc là hoàn toàn không tính tiền luôn, không tính tiền nước luôn đó. Thì nếu như mà cái giá có 1.2 triệu á, rồi chắc bao điện nước, bao wifi luôn. Còn người bệnh đây đó, rẻ lắm luôn á. Với một vấn đề là chị Hai chị Ba sẽ bán ổn định nha đó. Chị đang nói ở đây là nếu mà lượng khách mà nó ổn định á, nó đông, bây giờ là đông nè, sau này nó ổn định thì giờ chị Ba cũng lấy tiền sinh viên không quá cao đâu. Tại vì bé Ba cũng từng hiểu là sinh viên xa nhà xa quê để lên đây học. Dạ. Chị nghĩ là chắc lấy cái giá bình dân thôi để cho sinh viên nó còn có cái để ăn. Dạ. Chị hiểu được là tại xưa chị quen cái sinh viên mà. Ủa chị, có nhiều anh chị nói là chị bé Hai chị Ba nên đi học an toàn thực phẩm và giấy phép kinh doanh á, thì mình dự định khi nào mình sẽ làm cái việc đó à? Chị là bán nhỏ thôi. Dạ. Chứ lại mình mới về đây ở nữa, mình không biết công an phường hay là chính quyền sao. Yeah. Nên là từ từ chắc là sẽ đi xin
đi xin cái gì hồi thực phẩm đây chị hay làm gà. Dạ. Đó chị hay làm gà nên là cái đó là phải cần. Dạ, còn chị ba cũng đâu cần. Dạ. Phải nói chị ba là cứ vô đó thôi đó, cũng mấy rồi đó. Bò một gà như đó thôi. Dạ. Đâu thịt thà gì đâu. Đúng rồi, nó không có ăn được gì. Ừ. Còn chị hai bây giờ là cái gà. Đây là chỉ còn là cái kinh doanh thực phẩm với lại chế bán kinh doanh là không có rồi, bán hai xe nhỏ xíu à. Đó bán tại nhà mà đâu có cần kinh doanh làm cái gì. Nếu mà được thì chứ có phải bà cũng xin luôn. Dạ. Để cho nó an toàn nữa. An toàn. Ừ, cho nó có không ảnh hưởng sau này cho mọi người tin tưởng mà. Ừ. Dạ. Thì không, bánh gáo chị ba là cái xà bông với cái ba tê là chị đã viết có giấy bán gì kiểm dịch đàng hoàng. Dạ. Ừ, chị bán à, đúng rồi. Chị nhập hàng chị phải có giấy kiểm dịch. Ừ, cái xà bông với cái ba tê là chị mua. Dạ. Mua ở lò. Dạ. Thì cái lò đó là có giấy phép kiểm dịch đàng hoàng. Dạ. Chị bán cái năm 2014. Dạ. Thì hồi xưa là phụ huynh người ta không cho ăn, người ta sợ. Nói là chị lấy cái giấy người ta chị nói cái địa chỉ đó. Chị mua ở đó thì nói bé ba bán bánh rán là cái lò đó biết liền. Dạ. Bé ba có giấy biết kinh doanh đàng hoàng. Còn xúc xích cô Mai thì bé mua ở ở tiệm tạp hóa, tiệm hóa sĩ. Dạ. Tiệm tạp hóa lớn luôn. Bột thì ở dòng gà cũng vậy. Đúng rồi. Đó thì nếu mà mọi người không tin thì bé ba có bằng chứng với lại có đầy đủ người làm người buôn bán với ba hay là bà cái làm chứng với ba đàng hoàng. Thì mọi người ai biết đi xin kiến thức kinh doanh và ôn tập thực phẩm mọi người hãy comment bên dưới để cho em có thể góp ý cho chị bé hai bé ba mọi người nhé. Thì bây giờ em sẽ quay cảnh bên ngồi cho mọi người xem và để cho chị ba làm việc tiếp mọi người ơi. Mọi người thông cảm nha, ở đây còn xây dựng với lại chị hai chị ba đang xay bột á cho nên nó sẽ hơi ồn tí. Đây là cá viên chiên mới sâu xong mọi người ơi. Đây là gà. Đây. Rất là nhiều thứ mọi người nha. Mọi người nhớ đến ủng hộ chị bé hai bé ba nha mọi người ơi. Đây là chị Dầu. Chị là chị em bạn học bạn gì à chị ạ? À? Bà con à. Cô cậu ạ. À. Đến giúp chị bé hai công việc làm bán mùi ơi. Còn ông ba nó nhìn ông tiếu chưa, ông đàn ông con trai ông bứt cái quạt màu hồng ấy chán không vậy, mát không anh? Mát hết người luôn á. Mát hết người luôn này. Mát hết người luôn. Bảo là mua chị đứng trên chỗ bếp nó nóng hoài á cho nên sẽ có cái này mát. Em không biết nó hút cái hơi nóng này nó thổi ngược lại mình không biết nữa. 5 giờ rồi. 5 giờ 40 à 3:40 đây. Có hành khách đến mọi người ơi. Em mua gà bó xôi. Hai bác đã tới mọi người ơi. Chân bác đỡ với bác ơi. Đỡ rồi con. Đỡ rồi à. Bỏ nạn rồi. Bác gái lên đây. Rồi sau thời gian sau là cái thở bỏ liên tục luôn, không có nghỉ ngơi nữa. Dạ. Lên nhà bỏ thuốc luôn rồi, thở băng luôn rồi, mưa bỏ mưa đó. Giờ thở băng rồi, giờ bỏ thuốc rồi. Mình uống vô, uống cái nhà có đó, nấu xong bằng thuốc luôn. Dạ. Thuốc rồi thì nó đỡ đó. Chứ đâu có đâu quá thuốc gì đâu. Dạ. Trời cũng sắp tối rồi mọi người ơi. Thì chị bé hai bé ba đã chuẩn bị sẵn sàng bàn ghế và trang trí cái phong cảnh sơ sơ cho mọi người nha. Đây là hình chị bé ba. À, chị bé hai à, đây là cấp của chị nha à, mọi người hãy thấy nhìn xung quanh. Đây là bạn gái sẽ quay rộng cho mọi người xem nha.
Đây, mọi thứ đã chuẩn bị nha. Đấy. Và hiện tại thì cũng có khách rồi mọi người ơi. Có khách rồi. Hello chị. Ok. Đây có khách lại rồi. Rồi. Thì một người hãy đến ủng hộ chị với 2 3 mùi nha. Mình sẽ cập nhật thông tin sớm nhất cho mọi người xem mùi ơi. Bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây nha. Cảm ơn mọi người.